động người cha mặc cảnh phục đứng ở cửa nhìn con cho vây nỗi nhớ. Có không biết bao nhiêu y bác sĩ, chiến sĩ cảnh sát, bộ đội đang phải chung tay chung sức, đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19. Họ phải tạm thời gác lại cuộc sống bên vợ con, tạm gác lại bữa cơm gia đình, tạm quân đi chiếc giường êm, chăn nắm để đứng ở tuyến đầu chống dịch và hình ảnh những ông bố vội vã trở về nhà chỉ đứng ở bên ngoài cánh cửa nhìn ngắm vợ qua lại rồi nhanh chóng trở về đơn vị khiến dân mạng vô cùng thương cảm. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng với nội dung thấy ba về liền chạy lon ra đón ba, nhưng thôi thì đành ngó ba qua cửa kính vậy tặng ba nút like, ba là sư nhân trong lòng con. Bài viết được chia sẻ trên một diễn đàn kèm theo hình ảnh đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý đông đảo từ cư dân mạng hình ảnh người cha còn mặc nguyên bộ đồ cảnh phục đeo khẩu trang đứng trước cửa nhà rồi giao tiếp với bé gái qua khung cửa kính cả hai cũng chỉ có thể nhìn nhau qua khung cửa sổ rồi lại vội vàng vẫy tay tạm biệt coi chứng kiến khoảnh khắc này thì dân mạng mới hiểu rằng còn biết bao sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ cũng như công an bộ đội cùng toàn bộ những người đang ở tuyến đầu chống dịch những hình ảnh này sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng Mọi người đều vô cùng cảm thông cho cuộc sống hiện tại của toàn bộ đội ngũ đang ở các khu vực cách ly chiến đấu để đẩy lùi dịch Covid-19. Những ông bố, bà mẹ chấp nhận cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chẳng thể trở về với gia đình hàng ngày vì nhiệm vụ. Chiến sĩ biên phòng vất vả trú mưa. Cũng vừa mới đây, loạt ảnh chia sẻ về khoảnh khắc các chiến sĩ biên phòng đang che mưa bằng tấm bạt nơi chốt chặn cách ly khiến dân mạng vô cùng thương xót trời mưa ngày một nặng hạt họ trùm lên đầu miếng bạt dưới những hàng cây thấp để tiếp tục làm nhiệm vụ hay hình ảnh những y bác sĩ trải tầm miếng bia cà tông thậm chí là miếng ni lông nhỏ chỉ đủ để kê vừa cái đầu rồi ngã vội lưng dưới đất tất cả những hình ảnh khoảnh khắc ấy đã thực sự chạm được vào trái tim của hàng triệu con người dân mạng tỏ lòng biết ơn và vô cùng xúc động trước sự hy sinh lớn lao mà họ đã dành cho đất nước Cuộc chiến đẩy lùi Covid chắc chắn sẽ còn nhiều vất vả và gian nan, chỉ biết chúc cho đội ngũ nằm nơi tuyến đầu chống dịch cũng sẽ thật nhiều vững tin, khỏe mạnh. Cả nước cùng nhau đồng lòng hướng về mục tiêu đẩy lùi hoàn toàn dịch trong thời gian sớm nhất có thể.